người đang tìm kiếm cho mình một con Acclay Together để chơi cùng bạn bè, mọi người có thể ghé thăm shop acclay24h.com. Nơi đây có nhiều loại acc đa dạng với nhiều mệnh giá khác nhau và đặc biệt là cực kỳ uy tín nên mọi người có thể yên tâm. Link của shop acclay24h.com mình sẽ để ở dưới phần mô tả của cái video này nhé, cho các bạn tiện tay theo dõi. Mình xin thông báo cho mọi người có một tin rất là vui luôn. Đó chính là trò chơi con mực sẽ được cập nhật trong tựa game Battle Together. Ở cái bản cập nhật lần này, nhà phát hành sẽ tung ra hẳn một cái trò chơi luôn, chứ không phải là những cái trang phục của Switch Game như là cập nhật vừa rồi. Đây là cái thông tin chính thức chính xác ở trên trang chủ của Battle Together có thông báo luôn nha các bạn. Bước điều bước 1, 2, 1, 2, 1, 2. Chào mừng mọi người đã đến với Binh Đoạn Thay Ma nha mọi người. Giống mình là giống Thay Ma nha mọi người. Mình là người dẫn đầu nha mọi người. Mình đang đi trên mọi người nha. Hiện tại mọi người thấy nhiều người rất là bất ngờ luôn nha mọi người. Hiện tại thì mọi người thấy đó, mọi người thấy là bọn mình á đang bay nha, mọi người xem là đang bay nha mọi người, chứ không phải là đi nha. Đó, mọi người thấy không? Cái bên đầu này càng dài thì nó sẽ càng vui nha mọi người. Đấy, nhiều người đang thắc mắc kìa, nó có bạn nói bảo mình là hát á mọi người, nhưng thật sự không phải là hát nha. Rồi, muốn chơi nữa mọi người muốn chơi á là mọi người phải đứng trên bờ. Chơi cái trò này là mọi người phải đứng trên bờ xong rồi mình mời xong rồi mọi người mới nhảy xuống nước nha mọi người. Đó, mình sẽ mời thử một bạn này vào nhóm chơi nha. Đó, như vậy đó, rất là đơn giản luôn nha mọi người. Có nhiều bạn muốn chơi, muốn làm một con binh đoàn thay qua như thế này nè mọi người. Người nào mà nhảy xuống nước á mà có cái biểu tượng mà nước ở trên mình đó là thành công rồi nha mọi người. Còn nếu mà nhảy xuống nước á mà mọi người không có cái biểu tượng ở trên mình đó mọi người, coi như là mọi người thất bại đó nha. Cái lỗi bung này các bạn, nó có cái hay một điều á là những người mà xem mình đang chơi á họ sẽ thấy luôn nha, họ sẽ thấy luôn chứ không phải là một mình thấy nha mọi người. Ok, bây giờ bọn mình sẽ đi lên trên lan can nha mọi người. Cái này là chúng ta chỉ thực hiện được khi chúng ta ở lòng nước thôi nha. Các bạn không thể thực hiện được ở trên bờ đâu. Thực hiện ở trên bờ thì không có thành công đâu nha các bạn. Thanh niên này sao đứng bất động thế nhỉ? Thanh niên này sao đứng thanh niên quản nhà chưa nhận ra chuyện gì các bạn ơi. Đây mình lại sẽ lại cho một cái số bạn này á. Đi đều, bước đây là những cơn ma đang bay, đây là những con zombie của chúng ta đang bay ha. Kìa, có một thanh niên đang ở trong cái hộp câu cá kìa các bạn. Đây các bạn. Khả duyên khả đi nha, duyên khả đi thì khả ấy không thể mà đi xuyên được cái hàng rào vật dụng nha các bạn. Nhưng mà riêng với các bạn thì các bạn có thể là đã biến thành ma rồi á. Thì các bạn có thể là đi xuyên hàng rào được nha. Đây là clip của mình, đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Nhớ đăng ký kênh cho mình nha.